Thiết chế nào chế ngự lòng tham của không ít doanh nhân? Thời gian qua không ít các doanh nhân một thời từng làm mưa làm gió trên thị trường đã vướng vòng lao lý vì vi phạm pháp luật. Thời điểm bị khởi tố bắt giam, họ đang là người đứng đầu các tập đoàn lớn như ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch tập đoàn FLC, ông Đỗ Anh Dũng, nguyên chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tên tuổi của họ gắn với những tòa nhà văn phòng trắng lệ ở các đô thị, khu dân cư cao cấp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, sân gôn đẳng cấp quốc tế, hãng hàng không tư nhân, vân vân. Họ có đóng góp cho xã hội không? Chắc chắn tôi và mọi người đều nhìn ra là có. Ngoài tạo ra những công trình xây dựng lớn lao thì chính họ cũng là người tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người dân. Chính vì thế, điều quan trọng là cần làm gì để có được một thiết chế hiệu quả thúc đẩy doanh nghiệp làm giàu chính đáng khơi dậy tinh thần tự lực tự cường của doanh nhân, doanh nghiệp phục vụ đất nước, đóng góp cho xã hội, chế ngự được lòng tham của không ít doanh nhân. Ai đã làm doanh nhân đi lên bằng sự tự lực tự cường, không phải do cha truyền con nối thì sẽ thấu hiểu kinh doanh nó vất vả như thế nào. Điều này tôi đã làm và đã hiểu. Tuy nhiên, không phải vì vất vả nhọc nhằn hay những thành quả mình tạo ra mà quên đi văn hóa doanh nhân, đạo đức doanh nhân, trách nhiệm doanh nhân với đất nước, với nhân dân thì không thể chấp nhận được những doanh nhân doanh nghiệp tôi đã nêu ở trên vốn dĩ ban đầu cũng là những doanh nhân vượt khó đi lên tuy nhiên khi đi đến một tầm cao có nhiều quan hệ khủng trong xã hội tiền và quyền đều có thì họ không kiềm chế được lòng tham xem nhẹ pháp luật lợi dụng kẽ hở của luật pháp tận dụng các mối quan hệ có thể bao bọc được nên đã bất chấp làm trái lừa đảo nhân dân bắt tay một số quan chức thoái hóa biến chất làm thất thoát tài sản của nhà nước họ đã quên đi rằng ngoài tiền cần có đạo đức kinh doanh đạo đức làm người họ không nghĩ rằng những đồng tiền nhân dân đưa cho họ bằng cách này hay cách khác là mồ hôi và nước mắt dành dụm của cả một gia đình bao nhiêu gia đình tàn nát hạnh phúc vì tiền đưa cho các doanh nhân không lấy được hay lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của họ khiến bao gia đình rơi vào thế tán ra bại sản tất cả xuất phát từ thiếu đạo đức lương tâm thiếu trong sáng thiếu chân thiện mỹ mà ra Vậy chúng ta cần làm gì để hạn chế tối đa mặt xấu, phát huy, khởi thông sức mạnh để các doanh nhân tài giỏi không vướng vào lao lý, dồn công sức làm giàu cho bản thân doanh nghiệp, đem lại lợi ích nhân dân, phục vụ đất nước? Theo tôi, doanh nhân, nhà nước và nhân dân cần có mối quan hệ máu thịt lẫn nhau và làm tốt một số điều cơ bản sau đây. Một là xây dựng môi trường văn hóa doanh nhân đạo đức trong sáng, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chia sẻ, thượng tôn pháp luật, hợp tác để tạo sức mạnh doanh nhân dân tộc Việt Nam, không làm theo kiểu mạnh ai người đó làm sống chết không ai hay bất chấp vì lợi nhuận để làm tốt vấn đề này ngoài hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp cần có vai trò chung sức đồng lòng từ phía các cơ quan nhà nước trong việc dẫn dắt và kết nối đặc biệt sớm thu gọn doanh nghiệp nhà nước chuyển dịch cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước để phát triển thường xuyên đào tạo bồi dưỡng văn hóa các doanh nhân đạo đức doanh nhân năng lực quản trị doanh nghiệp để doanh nhân xác định rõ vai trò trách nhiệm có hành lang pháp lý đủ để khuyến khích doanh nhân chân chính làm giàu cho bản thân, cho xã hội và đóng góp xây dựng đất nước. Hay là phía các cơ quan nhà nước cần phải xây dựng được hệ thống pháp luật đảm bảo tính thống nhất, không trồng chéo, đủ sức để kiểm soát doanh nhân, doanh nghiệp để tránh lợi dụng kẽ hở để bắt tay với cán bộ nhà nước làm sai, trục lợi, vi phạm pháp luật. Mặt khác, pháp luật phải đáp ứng và tạo ra sân chơi thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp, dẫn dắt kiến tạo phát triển, loại bỏ thủ tục gây rắc rối phiền hà trong kinh doanh, đặc biệt là vấn đề bình đẳng, công khai minh bạch, không có yếu tố xin cho, ngăn chặn triệt để doanh nghiệp sân trước sân sau của quan chức, đồng thời nêu cao tinh thần cán bộ phục vụ doanh nghiệp để phát triển, loại bỏ những cán bộ với tư tưởng doanh nghiệp là mỏ vàng để khai thác, có tiền thì thủ tục mới trôi, không có tiền thì tìm đủ lý do bắt lỗi kéo dài. Đây là một hiện tượng khiến không ít doanh nhân doanh nghiệp phàn nàn hiện nay. Lãnh đạo các cấp phải xem doanh nghiệp là đối tác khách hàng để phục vụ tốt nhất, nhằm tạo ra của cải cho xã hội và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam. Phải nghĩ rằng không có doanh nghiệp quốc gia mạnh mẽ sẽ không có quốc gia hùng mạnh. Ba là, đối với công dân cũng cần nâng cao hiểu biết để không bị lừa dối, tăng cường giám sát cộng đồng, phản ánh sớm những dấu hiệu của doanh nhân doanh nghiệp làm ăn phi pháp khi mới biểu hiện. Mặt khác, trong lao động xuất khẩu cũng nghiêm túc, sáng tạo, tăng năng suất lao động. Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1 phần 16 của Singapore. Cùng với đó, tăng đoàn kết cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để có doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh với thế giới. Sớm loại bỏ tư tưởng, trông hết giờ để về, thấy sai cũng im lặng, thiếu tiết kiệm. Vì doanh nghiệp có mạnh thì thu nhập của người lao động mới cao, phúc lợi mới tốt, doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Cụ ông mang hai án tử đòi bồi thường oan sai 12 tỷ đồng. Theo tính toán của ông luật sư, mức bồi thường trong giai đoạn bị giam giữ cũng như chi phí đi kêu oan chữa bệnh được tổng cộng là hơn 12 tỷ đồng. Liên ngành Tư pháp Trung ương đã công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, trú tại thôn Đức Lập, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, chấm dứt 46 năm ông bị oan sai. Cũng tại buổi công bố này, ông Nguyễn Văn Tuân, phó tranh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội khẳng định, sẽ sớm khẩn trương thực hiện luật bồi thường nhà nước như công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và giải quyết bồi thường oan sai cho ông Thêm theo quy định. Vậy ông Thêm được bồi thường như thế nào? Như báo Công an nhân dân đã đăng tải, ông Thêm bị bắt giam từ ngày 23 tháng 7 năm 1970 và được ra khỏi trại tạm giam đầu năm 1976. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 8 năm 2016, ông Thêm mới chính thức được các cơ quan có thẩm quyền công khai xin lỗi oan sai. Như vậy, thời gian ông Thêm bị giam giữ là 5 năm 7 tháng 6 ngày. Thời gian ông Thêm không phải ở tù nhưng chưa được minh oan khoảng 40 năm. Trao đổi với phóng viên báo Công an nhân dân, luật sư Quản Văn Bình, văn phòng luật sư số 5 cho biết Thời hiệu để tính việc bồi thường oan sai cho ông Thêm bắt đầu từ ngày liên ngành Tư pháp Trung ương công khai xin lỗi ông ngày 11 tháng 8 năm 2016. Căn cứ vào quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, mức tính bồi thường oan sai cho ông Thêm sẽ được xác định ở hai mức. Mức 1 áp dụng đối với thời gian ông Thêm bị giam giữ, mức 2 áp dụng đối với thời gian ông Thêm không bị giam giữ nhưng chưa được công nhận oan sai. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc công ty luật Hòa Lợi, người được ông Trần Văn Thêm ủy quyền cho chúng tôi biết trong ngày này, ông đã gửi đơn đề nghị bồi thường an sai cho ông thêm đến các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, ông Hòa nêu rõ căn cứ pháp lý làm cơ sở tính mức yêu cầu và đề nghị bồi thường là quyết định số 11 c 44 p 3 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Thêm, thư xin lỗi của Liên ngành Tư pháp Trung ương, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, thông tư liên tịch số 05-2012-TTLT, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự. Ông Hòa cũng cho biết, theo điểm D, mục 2, điều 7, thông tư liên tịch số 05-2012, ông thêm là người buôn bán nhỏ khi bị bắt giam và chấp hành án phạt tù. Theo điểm B, mục 1, điều 3, nghị định 122-2015-NDCP ngày 14 tháng 11 năm 2014, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, thuộc địa bàn vùng 2, mức lương tối thiểu là 3 triệu 100 000 đồng một tháng, 22 ngày bằng 140.909 đồng một ngày. Căn cứ vào hồ sơ cho thấy, ông Trần Văn Thêm giam giữ 2.010 ngày, thời gian tại ngoại 14.530 ngày. Do đó, việc bồi thường được tính thành hai giai đoạn, giai đoạn bị giam giữ và giai đoạn tại ngoại. Theo tính toán của ông Hòa, giai đoạn bị giam giữ mức bồi thường cho ông Thêm là 1 tỷ 132 triệu 907 000 đồng, bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong thời gian ở tù. Số tiền ông thêm đòi bồi thường giai đoạn tại ngoại kéo dài 14.530 ngày là 10 tỷ 237 triệu 703 nghìn đồng, gồm thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất khi ra khỏi nhà giam. Ông thêm được cấp giấy miễn lao động nặng, bồi thường thiệt hại cho người phục vụ, bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần. Ngoài ra ông Hòa cũng đưa ra khoản bồi thường khác là những chi phí đi kêu oan chữa bệnh 800 triệu đồng. Như vậy, tổng mức đòi bồi thường oan sai của ông thêm là 12 tỷ 170 triệu 610 nghìn đồng. Về việc ông thêm cho biết và cũng được những người làm chứng, những cán bộ công an tham gia điều tra bắt giữ hung thủ thực sự của vụ án đêm 23 tháng 7 năm 1970 là Phùng Thanh Nhàn xác nhận. Ông bị đối tượng Phùng Thanh Nhàn đập búa vào đầu gây tổn hại sức khỏe, có được đền bù không? Luật sư Quản Văn Minh cho biết, nếu đủ căn cứ xác định, vết thương do thủ phạm gây ra, ông thêm được đền bù bằng 10 tháng lương cơ bản. Vụ án oan của ông Trần Văn Thêm kéo dài 46 năm đã gây tổn hại rất lớn cho cá nhân ông và gia đình mong rằng các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện việc bồi thường oan sai sớm nhất cho ông, qua đó khắc phục những tổn thất mà cụ ông 80 tuổi này đã phải gánh chịu. Bộ trưởng Nội vụ tỷ lệ cán bộ bị kỷ luật chiếm 1%, cao nhất từ trước đến nay. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đã xử lý 56 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý và 20.300 cán bộ bị kỷ luật, chiếm 1% công chức viên chức cả nước. Tại phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa đồng tháp băn khoăn khi thời gian qua không ít cán bộ, quản lý, công chức viên chức bị xử lý kỷ luật, gây phản ứng trái chiều trong dư luận. Ông Hòa đề nghị Bộ trưởng Nội vụ với tư cách là tư lệnh ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng, quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nêu các nguyên nhân và giải pháp. Vấn đề kỷ luật cán bộ công chức viên chức trong thời gian qua, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ Nhận định của đại biểu là đã tạo dư luận không tốt, nói cách khác là tạo dư luận xấu ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, nhà nước. Bà Trà cho biết từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đã xử lý 56 cán bộ thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, trong đó có cán bộ phải xử lý hình sự. Số đảng viên, cán bộ, công chức viên chức đã phải xử lý kỷ luật là hơn 20.300 người, trong đó có cả xử lý hình sự. Số lượng này tính trên tổng số cán bộ công chức viên chức chiếm khoảng 1% và đây là con số lớn nhất từ trước đến nay bà Trà nói. Từ thực trạng này bà Trà cho rằng phải thực hiện rất nghiêm tinh thần xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, kỷ luật kỷ cương công vụ. Thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, Bộ sẽ tham mưu ban ngành nghị định về đạo đức công vụ để đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với nhà nước. Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, thời gian qua đã thành công giảm được 8 đơn vị cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã giảm hơn 400 cơ quan cấp huyện và 4.300 cơ quan cấp xã, giảm hơn 700 cán bộ công chức cấp huyện và 9.700 cán bộ công chức cấp xã, qua đó giảm chi ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là thành công lớn, bà Trà nói. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh một số vấn đề như cán bộ dôi dư trụ sở ở một số nơi lãng phí chưa giải quyết xong. Từ nay đến hết năm 2025 sẽ giải quyết xong cán bộ dôi dư. Bộ Nội vụ đang giả soát để xây dựng chính sách tốt hơn trong sắp xếp cán bộ dôi dư, sắp xếp bộ máy cảm ơn đại biểu hòa có câu hỏi rất thời sự bà cha nói